nhìn thấy Cracker đã bị Luffy đánh bại, khiến tất cả người dân đều sợ hãi. Trong khi Luffy đã biến lại hình dạng bình thường, nhưng cậu ấy đang bị quá no, vì Luffy đã ăn quá nhiều bánh quy. Lúc này Nami đang rất vui, vì họ đã chiến thắng một trong những tư lệnh ngọt của Big Mom. Nhưng Gao và King Bom đang lo lắng, họ sợ điều này sẽ làm Big Mom tức giận, vì Big Mom có thể dễ dàng tiêu diệt một hạm đội. Thậm chí bà ấy có thể điều khiển thời tiết, vì tay trái của Big Mom là Zeus thần sấm sét, tay phải của bà ấy là Prometheus thần mặt trời, nên họ sẽ không thể đánh bại bà ấy. Tao đề nghị họ chạy đi, nhưng Luffy không quan tâm đến cơn giận của Big Mom. Cậu ấy nhất quyết phải đưa Sanji trở về. Luffy nhận ra cậu ấy phải ngăn cản hôn lễ của Sanji, nên Luffy đã cố gắng đứng dậy, nhưng cậu ấy vẫn đang kiệt sức, nên Luffy liền ép King Bom phải đưa họ đến lâu dài của Big Mom. Trong khi Chopper và Carrot đang bị Rayleigh truy đuổi, khiến bọn họ sợ hãi. Cũng may Chopper và Carrot và Chopper đã tạm thời trốn được. Đột nhiên họ đã nhìn thấy Sanji. Lúc này Rayo hối thúc Sanji nhanh chóng đến lâu đài của Big Mom, khiến Chopper và Carrot ngạc nhiên, vì họ không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng cả hai đã bị Rayleigh phát hiện, khiến bọn họ sợ hãi. Lúc này quân đội Gemma đã chuẩn bị sẵn sàng để hộ tống Sanji đến lâu đài của Big Mom. Mặc dù Sanji không thích việc này, nhưng anh ấy cũng phải đi lên xe của bọn chúng. Thế là gia đình của Sanji đã cùng nhau đến lâu đài của Big Mom, khiến bọn chúng thích thú. Trong khi Sanji đang nhớ về Luffy và mọi người, lúc này Luffy và Nami đang đi tìm Sanji. Đột nhiên Chopper đã thông báo với Nami, Sanji đang tiến đến lâu đài của Big Mom rồi, nên Nami cũng quyết định tiến đến đó. Nhưng họ vẫn đang bị Rayleigh truy đuổi trong thế giới gương. Đột nhiên tấm gương của Nami đã bị vỡ, khiến Nami lo lắng. Cũng may Chopper và Carrot đã thoát được, nhưng Rayleigh vẫn không vội vã. Thế là bà ấy liền gọi lũ homie đến đây, và Rayleigh đã ra lệnh cho bọn chúng tìm Chopper và Carrot, khiến Carrot lo lắng. Nhưng Chopper nhận ra họ có thể lợi dụng năng lực trái ác quỷ của Rayleigh để giúp họ tìm kiếm Sanji. Lúc này Nami phát hiện bụng của Luffy đang nhỏ lại và cậu ấy đã quay trở lại hình dạng bình thường. Đột nhiên King Bom thông báo cho họ biết Sanji đang ở phía trước, nên Luffy cũng đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Sanji khiến Luffy rất vui, nên cậu ấy liền chạy đến chỗ của Sanji. Nhìn thấy Luffy khiến Sanji ngạc nhiên. Junji và Neji thì nhìn thấy Nami rất xinh đẹp. Khi Luffy nhảy lên cổ xe ngựa nói chuyện với Sanji, thì lũ lính liền bao vây cậu ấy, khiến Sanji nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ với họ. Nhưng đôi tay của Sanji đã bị Yuge đeo còng phát nổ. Nếu Sanji không nghe lời ông ấy, thì ông ấy sẽ giết Zeb, người mà Sanji xem là cha và là thầy của mình. Nên Sanji buộc phải đưa ra lựa chọn. Đột nhiên cậu ấy đã bị Sanji đá ngã xuống đất, khiến Nami ngạc nhiên. Sanji nói cút đi lỗ hải tặc thấp kém. Ta là Vinsmoke Sanji, hoàng tử của vương quốc Gemma. Lúc này Sanji đã dùng những lời cay đắng để đuổi Luffy đi, khiến Luffy tức giận. Cậu ấy không hiểu tại sao Sanji làm vậy. Khi Junji muốn giúp Sanji đuổi họ, thì Sanji nói ta sẽ đích thân đuổi chúng đi. Lúc này Nami và Luffy không hiểu tại sao Sanji thay đổi như vậy. Sanji vẫn tiếp tục sỉ nhục họ và đuổi họ đi, khiến Luffy khó chịu. Đột nhiên Sanji đã sử dụng chân lửa, khiến Nami ngạc nhiên. Trong khi Junji và Neji đang thích thú, lúc này Sanji quyết tâm phải đuổi Luffy đi, nên anh ấy đã lập tức lao đến Luffy, và Sanji đã đá thẳng vào mặt của Luffy, khiến cậu ấy bay đi. Tuy nhiên Luffy vẫn cố gắng dừng lại. Mặc dù cậu ấy đã bị thương và mất một cái răng, nhưng Luffy vẫn muốn nói chuyện với Sanji. Sanji nói nếu không sử dụng Haki ngươi sẽ chết đấy. Nhưng Luffy trả lời tôi sẽ không đánh với cậu, liền khiến Sanji tức giận, và anh ấy tiếp tục tấn công Luffy. Nhưng Luffy vẫn đứng im để cho Sanji đánh mình. Tuy nhiên Luffy vẫn không để bị ngã xuống. Lúc này Nami đã bảo Sanji dừng lại, vì Luffy đã rất cố gắng để đến đây đưa Sanji trở về. Thậm chí trước đó cậu ấy đã chiến đấu với Cracker. Nhưng Luffy bảo Nami dừng lại, vì cậu ấy xem đây là một trận đấu với Sanji, khiến Sanji tức giận, và anh ấy tiếp tục tấn công Luffy. Mặc dù Luffy liên tục bị Sanji đá, nhưng Luffy vẫn cố gắng đứng vững. Sanji nhìn thấy Luffy không đánh trả lại mình, khiến Sanji càng thêm khó chịu, và anh ấy nhất quyết phải đuổi Luffy đi. Lúc này Sanji nhận ra không có cách nào khác, nên anh ấy quyết định sẽ không nhẹ tay với Luffy nữa, khiến Nami rất lo lắng. Đột nhiên Sanji lập tức sử dụng chân lửa và bay lên trời. Mặc dù Nami cố gắng hét lên ngăn cản Sanji, nhưng anh ấy vẫn lao xuống Luffy với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên Luffy vẫn quyết tâm không chống trả, nên cậu ấy đã bị Sanji đá một đòn thật mạnh vào đầu. Không ngờ Luffy đã gục ngã, nhìn thấy sức mạnh của Sanji, khiến binh lính Gemma ngạc nhiên. Lúc này Sanji đã quay lưng rời đi,
Nami liền lo lắng chạy đến chỗ của Luffy, nhìn thấy Luffy bị thương rất nặng, khiến Nami tức giận, và cô ấy đã lập tức tán vào mặt Sanji. Cô ấy nói đáng lẽ chúng tôi không nên đến đây, nhưng Sanji vẫn dứt khoát rời đi, khiến Yuge rất hài lòng với hành động của Sanji. Thế là Sanji đã quay lại cổ xe ngựa và rời đi, nhưng anh ấy cũng đang rất đau khổ. Đột nhiên Luffy đã đứng dậy và hét lên. Dừng lại Sanji, cậu là đồ nói dối, tôi biết cậu không hề muốn như vậy. Dù cậu có đá tôi bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu vẫn là người đau đớn nhất. Hóa ra Sanji cũng đang khóc, khiến Nami ngạc nhiên. Luffy nhớ đến ước mơ của Sanji là tìm kiếm ông Blue, nên cậu ấy hét lên. Chuyến hành trình của chúng ta vẫn chưa kết thúc, tôi sẽ đợi cậu ở đây. Nếu cậu không trở lại, tôi sẽ nhịn đói đến chết, vì cậu là đầu bếp trên thuyền của tôi. Trong khi Sanji đang rất đau khổ, Luffy nói nếu không có cậu, tôi sẽ không thể trở thành vua hải tặc. Nên Sanji đã nhớ lại chuyến phiêu lưu của cậu ấy với mọi người. Đó là những khoảnh khắc vui vẻ nhất của Sanji. Bên phía Big Mom đang rất tức giận, vì bà ấy biết tin Luffy đã đánh bại Cracker, nên bà ấy nhất quyết phải tiêu diệt Luffy. Lúc này Sanji đã đi rất xa, nhưng Luffy vẫn nhất quyết phải đợi Sanji ở đây, khiến Nami lo lắng, vì nơi này là lãnh địa của kẻ địch. Cô ấy nhận ra Luffy đã đánh bại Cracker, nên Big Mom sẽ cử thuộc hạ đến đây bắt họ. Nhưng Luffy vẫn quyết tâm phải chờ ở đây. Đột nhiên họ nhìn thấy một cơn bão trên lâu đài của Big Mom. King Bon nhận ra Big Mom đang tức giận, khiến Nami ngạc nhiên, vì cô ấy không thể tin đây là sức mạnh của một người. Những người dân trong thành phố cũng đang sợ hãi, vì họ nhìn thấy Prometheus và Zeus đang bay trên trời, nên họ nhận ra Big Mom đang giận dữ. Trong khi gia đình của Sanji vẫn đang tiến về lâu đài của Big Mom, lúc này một đội quân khổng lồ của Big Mom đã xuất hiện. Sanji nhìn thấy đội quân này đang đi về phía Luffy, trong khi Yonji rất thích thú, vì đội quân này nhất định sẽ giết được Luffy, khiến Sanji lo lắng, vì Luffy vẫn còn đang chờ đợi cậu ấy. Lúc này trời đã mưa, nhưng Nami nhận ra đây là siro, nên Luffy liền nằm úp xuống đất, vì cậu ấy không muốn uống một giọt siro nào. Trong khi gia đình của Sanji đã đến lâu đài của Big Mom, khiến bọn chúng rất thích thú. Yuge tin rằng đến đây ước mơ của ông ấy sẽ thành hiện thực. Cuối cùng bọn họ đã gặp Big Mom, khiến bà ấy rất vui. Vì Gemma đã đến đây, nhìn thấy Sanji làm bà ấy thích thú. Vì Sanji sắp tổ chức đám cưới với Pudding, nên anh ấy sẽ trở thành con rể của bà ấy. Lúc này Pudding cũng đến, liền khiến anh em của Sanji thích thú, vì cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng Sanji vẫn đang lo lắng cho Luffy, nên anh ấy không quan tâm đến Pudding. Big Mom và Yuge quyết định sẽ tổ chức đám cưới cho họ. Đột nhiên Pudding đã đưa cho Sanji một tờ giấy. Cô ấy hẹn Sanji sẽ nói chuyện riêng với mình. Bên phía Luffy, cậu ấy nhận ra quân đội của Big Mom đã đến, nên cậu ấy bảo Nami trốn đi. Đột nhiên Nami nhìn thấy một quân đội khổng lồ xuất hiện, liền khiến cô ấy ngạc nhiên, nên cô ấy liền bảo Luffy trốn đi. Nhưng Luffy nhất quyết ở đây chờ đợi Sanji, và cậu ấy sẽ chiến đấu với bọn chúng. Lúc này quân đội của Big Mom đang đến gần Luffy, vì bọn chúng đến đây là để trả thù cho Cracker. Nhìn thấy đội quân khổng lồ này, khiến Nami lo lắng, nên Luffy liền bảo Nami mau trốn đi. Không ngờ King Bom liền mang Nami chạy đi. Lúc này bọn chúng nhìn thấy Luffy không hề sợ hãi, khiến bọn chúng ngạc nhiên. Nhưng bọn chúng không tin Luffy đã đánh bại Cracker, thế là đã có một tên tấn công Luffy. Nhưng Luffy đã lập tức đánh bại hắn chỉ bằng một đấm, khiến bọn chúng càng thêm tức giận, nên bọn chúng quyết định cùng nhau tấn công Luffy. Thế là Luffy cũng phản công bọn chúng, nhưng lũ lính cờ quá đông, bọn chúng liền cùng nhau bắt lấy Luffy, nên Luffy đã phình to cơ thể và tạo ra một cơn lốc xoáy lớn thổi bay bọn chúng. Bên phía Sanji đang nói chuyện với Pudding, cô ấy kể cho Sanji biết rằng cô ấy đã gặp nhóm của Luffy, và cô ấy hứa sẽ giúp Sanji rời khỏi đây. Nhưng Sanji đã bị đeo còng phát nổ. Nếu Sanji rời khỏi hòn đảo này, anh ấy sẽ bị mất đôi tay. Thậm chí Sanji đã cho Pudding xem khuôn mặt bị thương của mình, vì trước đó Sanji đã bị ba anh em của mình đánh, khiến Pudding ngạc nhiên. Sanji nói rằng anh ấy chưa bao giờ thừa nhận chúng là gia đình của mình. Nếu Sanji từ chối hôn lễ, thì bọn chúng sẽ giúp bạn bè và cha nuôi của anh ấy. Trong khi Luffy vẫn đang chiến đấu với quân đội của Big Mom, nhìn thấy sức mạnh của Luffy, nên các đứa con của Big Mom quyết định ra tay. Tên Opera liền sử dụng trái ác quỷ và bắt lấy Luffy. Hóa ra hắn là người Ken, cũng may Luffy đã thoát ra. Tên Bobin liền thôi miên Luffy, để khiến cậu ấy buồn ngủ. Khi hắn định tấn công Luffy, thì Nami đã lập tức giúp cậu ấy. Hóa ra Nami đã quay trở lại, cô ấy quyết định chiến đấu cùng Luffy. Bên phía Chopper và Carrot đang bị Greely bao vây, thế là bọn chúng liền tấn công Carrot. Cũng may Chopper đã kịp chặn hắn lại, và họ quyết định sẽ cùng chiến đấu.
Lúc này Luffy vẫn đang tấn công lũ lính. Trong khi Nami phát hiện lũ lính cơ sở viết ra ca của Big Mom, Luffy đã sử dụng Gear 3 và cậu ấy liền tung ra một đấm thật mạnh với ba kẻ này. Đột nhiên Opera đã đánh lén Luffy, khiến cậu ấy bị yếu đi, nên cậu ấy đã bị bọn chúng đánh bật lại. Nhân cơ hội này lũ lính liền chạy đến bắt Luffy, nhưng Luffy vẫn tiếp tục đánh trả chúng. Nami liền sử dụng sét để hỗ trợ Luffy. Bên phía Sanji nhìn thấy Pudding đang khóc, khiến anh ấy bối rối. Và Pudding hứa với Sanji, dù đây chỉ là cuộc hôn nhân được sắp xếp, nhưng cô ấy sẽ không để cuộc hôn nhân của họ trở thành địa ngục. Và Pudding nói cô ấy đã thích Sanji. Bên phía Nami đã tạo ra một đám mây tích điện lớn. Hóa ra cô ấy đang nhờ vào các tia sét trong cơn bão của Big Mom. Và cô ấy đã tạo ra một lượng lớn tia sét tiến cực mạnh, liền giúp Luffy đánh bại hết lũ lính cờ. Trong khi Luffy đang rất mệt mỏi, nhưng cậu ấy vẫn quyết ở đây đợi Sanji. Lúc này Sanji đã tiến tới vợ ông Pudding, và Sanji hứa ngày mai sẽ kết hôn với cô ấy. Bên phía Luffy, cậu ấy vẫn đang chiến đấu với quân đội khổng lồ của Big Mom, nhưng bọn chúng quá đông, khiến Luffy mệt mỏi. Nên Nami liền điều khiển sét tấn công bọn chúng để hỗ trợ Luffy. Đột nhiên cô ấy đã bị Galette sử dụng trái ác quỷ trói lại, khiến Nami không thể cử động. Galette nhận ra Nami quá nguy hiểm, vì cô ấy có thể tạo ra các tia sét. Lúc này King Bomb cũng đang rất sợ hãi, nhưng ông ấy đã bị cắt ra làm đôi, vì cô ấy cho rằng King Bomb đang phản bội Big Mom. Trong khi Luffy vẫn đang cố gắng đánh bại tất cả lũ lính, đột nhiên Opera đã xuất hiện sau lưng Luffy, và hắn đã bắt lấy cậu ấy. Bên phía Chopper và Carrot vẫn đang bị Rayleigh bao vây, nên Chopper liền tấn công bọn chúng. Đột nhiên Carrot đã bị Rayleigh đánh lén từ phía sau. Cũng may Chopper đã kịp cứu cô ấy. Rayleigh liền tạo ra phân thân của Chopper và Carrot để chúng bắt lấy họ. Trong khi Luffy đang bị Opera khống chế, nên cậu ấy đã sử dụng Gear 3. Khi Luffy lao đến tấn công hắn, thì cậu ấy đã bị hút vào cuốn sách của Mondo, và Luffy đã bị giam giữ bên trong thế giới sách. Khi Luffy đang tìm cách thoát ra, đột nhiên Mondo đã xuất hiện bắn lửa vào Luffy. Lúc này Nami nhìn thấy Luffy hành động rất lạ, thậm chí cậu ấy đã đứng yên để cho bọn chúng đánh, khiến Nami lo lắng. Trong khi Luffy vẫn đang tìm cách thoát ra khỏi thế giới sách, nhưng cậu ấy liên tục bị những sinh vật kỳ lạ tấn công. Thế là Opera cũng đã tấn công Luffy. Tuy nhiên tâm trí của Luffy vẫn đang bị giam trong thế giới sách, nên cậu ấy không thể phản kháng. Và cậu ấy đã bị hai tên này cùng nhau tấn công bằng một đòn cực mạnh, khiến Luffy gục ngã. Lúc này Sanji đã đến gặp Big Mom. Sanji nói rằng tôi đồng ý cưới Pudding, nhưng với điều kiện bà phải tha cho những người bạn của tôi. Không ngờ Big Mom đã dễ dàng đồng ý, khiến Sanji vui mừng. Mặc dù Big Mom đang rất giận Luffy, vì Luffy đã dám tuyên chiến với bà ấy, thậm chí cậu ấy đã đánh bại Cracker, nhưng Big Mom sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện để ưu tiên việc tổ chức đám cưới cho Sanji và Pudding. Vì mục đích của Big Mom là sở hữu sức mạnh của quân đội Germa, và bà ấy muốn được ăn bánh cưới. Trong khi Luffy đã bị quân đội của Big Mom hạ gục, khiến Nami lo lắng. Đột nhiên Amande đã lấy được viết Raika từ Nami. Chúng nhận ra viết Raika này là của Lola. Thế là bọn chúng quyết định giao Luffy và Nami cho Big Mom. Nhưng Luffy vẫn nhất quyết không muốn rời đi, vì cậu ấy phải ở đây để chờ Sanji. Nhưng hắn đã đánh Luffy ngất xỉu. Khi Luffy tỉnh dậy, thì cậu ấy và Nami đã bị bọn chúng giam giữ. Nhưng hai tay của Luffy đã bị ghim chặt vào tường, nên cậu ấy không thoát ra. Hóa ra Luffy và Nami đã bị giam trong cuốn sách khổng lồ của Mondo. Nhìn thấy Luffy đang cố gắng thoát ra, khiến bọn chúng rất thích thú. Bên phía Chopper và Carrot vẫn đang bị lũ Homie bao vây. Thế là bọn chúng liền tấn công họ. Không ngờ Chopper và Carrot cũng đã bị bắt. Lúc này Brook đã sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để tìm kiếm Cornelius trong lâu đài của Big Mom. Nhưng nơi này được canh giữ rất nghiêm ngặt. Lúc này Brook đã nhìn thấy Smoothie. Cô ấy là một trong những tư lệnh ngọt của Big Mom. Hóa ra cô ấy đã ăn trái ác quỷ vắt tắt, nên cô ấy có thể chiết xuất chất lỏng từ sinh vật sống. Và Smoothie có mức truy nã đến 932 triệu berry. Lúc này Tamago đã kể cho Smoothie biết, 4 năm trước từng có một hải tặc đến đây trộm Cornelius, và tên trộm đó chính là Pedro. Liền khiến Brook ngạc nhiên. Cornelius là thứ mà bốn tứ hoàng đã luôn tranh giành nhau, vì nó có thể giúp họ trở thành vua hải tặc. Lúc này Brook đã kể cho Pedro về Smoothie, khiến Pedro lo lắng, vì Smoothie là một trong những tư lệnh ngọt của Big Mom, nên cả hai phải nghĩ cách để lấy cắp Cornelius. Bên phía Chopper và Carrot đã bị Rayleigh bắt được, khiến Carrot rất lo lắng, vì cô ấy sắp bị bọn chúng nấu lên. Nhưng Chopper đã lên kế hoạch cho việc này. Hóa ra cậu ấy đã nhờ Carrot giúp mình câu giờ, để cậu ấy có thời gian kích hoạt lại chiêu Monster Punch. Lúc này Big Mom đã đưa gia đình Vinsmoke đến thư viện,
và bà ấy đã cho họ xem bộ sưu tập động vật quý hiếm của mình. Big Mom nói cho họ biết, những động vật bị giam trong sách sẽ không bao giờ già đi. Jungle nhận ra ở đây có rất nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng ông ấy không thấy bộ tộc người khổng lồ, liền khiến Big Mom khó chịu, nhưng bà ấy vẫn cố tỏ ra vui vẻ với họ. Đột nhiên Big Mom nhận được thông báo, Luffy và Nami đã bị bắt, nên bà ấy liền rời đi. Bên phía Luffy và Nami đã gặp Pero Sparrow, hắn là con trai cả của Big Mom. Thế là hắn đã sử dụng sen truyền tin để Big Mom nói chuyện với Luffy. Mặc dù Luffy đã bị bắt, nhưng cậu ấy vẫn tuyên bố tôi sẽ đánh bại bà. Và cậu ấy liên tục bảo Big Mom đến đây đấu với mình, khiến Big Mom bật cười, vì hiện tại cậu ấy đã bị bắt. Lúc này Big Mom nói, nếu Luffy chịu để Sanji ở lại đây, thì bà ấy sẽ thả họ đi. Nhưng Luffy liền từ chối, nên Big Mom liền cảnh báo Luffy, cậu ấy không được phá hỏng đám cưới, nếu không bà ấy sẽ không tha thứ cho cậu ấy. Và Big Mom đã nhắc đến túi châu báu mà cậu ấy đã dùng để đổi kẹo lần trước. Hóa ra bên trong những túi châu báu đó có Tamate Box. Nó chính là một bảo vật quốc gia của đảo người cá, khiến bà ấy rất vui. Nên bà ấy quyết định bỏ qua việc Luffy ăn kẹo của mình. Nhưng Luffy vẫn đang cố gắng thoát ra. Đột nhiên cậu ấy yêu cầu được gặp Pudding, nhưng bọn chúng đã từ chối và đánh Luffy. Lúc này Big Mom hỏi Nami tại sao cô ấy có viết Reka của Lola. Hóa ra Lola đã cho Nami viết Reka của Big Mom, để họ có thể nhờ bà ấy giúp đỡ khi vào tân thế giới. Nhưng Big Mom liền tức giận, vì bà ấy không quan tâm đến Lola, thậm chí Big Mom còn muốn phái người đến giết cô ấy, liền khiến Nami bị sốc. Hóa ra Lola đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân mà bà ấy sắp đặt. Nếu Lola đồng ý cuộc hôn nhân đó, thì bây giờ bà ấy đã đánh bại được Kaido, Sanji và Râu Trắng. Thậm chí bà ấy đã trở thành vua hải tặc. Đột nhiên Luffy nói, bà sẽ không thể trở thành vua hải tặc, tôi nhất định sẽ đưa Sanji trở về, và người chiến thắng cuối cùng chính là tôi. Liền khiến Big Mom tức giận. Bên phía Pedro, ông ấy đã hạ gục lũ lính canh gác, nên ông ấy đã bị bọn chúng phát hiện. Hóa ra Pedro đã cố tình thu hút sự chú ý của bọn chúng. Lúc này ông ấy đã bị lũ lính bao vây, nhưng Pedro dễ dàng vượt qua bọn chúng, và ông ấy đã sử dụng thuốc nổ để phá cánh cửa. Không ngờ nó không có tác dụng. Bên phía Smoothie thì phát hiện có kẻ đột nhập vào đây, nên cô ấy quyết định đi bắt ông ấy. Nhưng khi bọn họ vừa mở cửa, thì họ nhìn thấy tất cả lính gác đã bị đánh bại. Bên phía Sanji đang lo lắng cho Luffy, nhưng Big Mom đã hứa với anh ấy rằng bà ấy sẽ tha cho họ. Và Sanji nhớ lại Pudding rất muốn kết hôn với mình, nên anh ấy quyết định sẽ làm điều gì đó lãng mạn cho cô ấy. Bên phía Pudding đang cảm thấy rất buồn, vì cô ấy luôn bị Big Mom xem là một con rối sắp đặt hết tất cả mọi thứ, nên cô ấy đã nhớ về Lola, vì Lola dám trốn đi để tự quyết định hôn nhân của mình. Trong khi Big Mom đang không thèm quan tâm đến lời nói của Luffy, vì ngày mai đám cưới của Sanji và Pudding sẽ diễn ra, thế là bà ấy đã cúp máy. Lúc này Big Mom đang rất vui, vì ngày mai bà ấy sẽ được ăn bánh cưới. Đột nhiên Napoleon đã thông báo cho Big Mom rằng có kẻ đột nhập vào phòng bảo vật, liền khiến Big Mom tức giận. Trong khi Pedro vẫn đang bị Smoothie truy đuổi, nên Brook cũng đã bắt đầu hành động. Lúc này Pedro vẫn đang cố gắng thu hút sự chú ý của lũ lính, nhưng Pedro chạy rất nhanh, nên bọn chúng không thể đuổi kịp ông ấy. Đột nhiên Tamago nhận ra Pedro chỉ là đang giữ họ đuổi theo ông ấy, trong khi Brook đã đột nhập vào phòng bảo vật, và ông ấy đã đóng cánh cửa phòng lại. Mặc dù Pedro đã nhử Smoothie và Tamago đi, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều lính canh gác, nên ông ấy phải chiến đấu với chúng. Lúc này Smoothie đã quay lại phòng bảo vật, nhưng cô ấy không thể vào bên trong, nên Smoothie sẽ đợi Brook ở bên ngoài. Tamago dặn Smoothie không được giết Brook, vì ông ấy sẽ nằm trong bộ sưu tập sinh vật lạ của Big Mom. Trong khi Brook đang chiến đấu với lũ lính ở bên trong, khi bọn chúng cùng nhau tấn công Brook, thì ông ấy đã chơi đàn, liền khiến linh hồn bên trong lũ lính cờ của Big Mom thoát ra. Hóa ra Brook còn có một tên gọi khác là Linh Vương, làm cho thuộc hạ của Big Mom ngạc nhiên, vì ông ấy có thể hóa giải năng lực trái ác quỷ của Big Mom. Bên phía Grilly và lũ Homie đang rất thích thú, vì bọn chúng sắp được ăn thịt cà rốt, khiến cà rốt lo lắng, nhưng Chopper vẫn rất bình tĩnh. Hóa ra cậu ấy đã lên kế hoạch với cà rốt từ trước, nên cà rốt mà bọn chúng bắt là giả, và đó chỉ là một con ếch biến thành. Trong khi cà rốt thật đang ở trên gác xếp, nên cô ấy đã dùng tiếng của mình để đánh lừa bọn chúng. Chopper nhận ra cần phải đánh bại những kẻ mạnh ở đây trước. Khi bọn chúng định cắt dây, thì cà rốt liền ném đá vào Randon, khiến hắn bất tỉnh, làm cho Brilly ngạc nhiên. Thế là cà rốt đã nhảy xuống và đá vào cái nồi, khiến nó ngã xuống vào Brilly. Chopper nhận ra cơ hội đã đến, nên cậu ấy liền sử dụng Rumblebone, và Chopper đã biến thành hình dạng Monster One, khiến bọn chúng sợ hãi. Bên phía Luffy vẫn đang la hét để ép bọn chúng phải thả cậu ấy ra,
làm cho Opera rất khó chịu. Đột nhiên Pudding cũng đến đây, khiến họ ngạc nhiên, nên Luffy liền bảo Pudding giúp cậu ấy rời khỏi đây. Lúc này Pudding đã yêu cầu được nói chuyện với Luffy, nên bọn chúng đã cho cô ấy vào bên trong. Đột nhiên Pudding đã xin lỗi Luffy và Nami, vì cô ấy đã không đưa Sanji đến điểm hẹn với họ, nên cả hai liền thông cảm cho Pudding. Và Pudding nói cho họ biết Sanji đã cầu hôn cô ấy, liền khiến Luffy và Nami ngạc nhiên. Nhưng Pudding nói cô ấy sẽ không kết hôn với Sanji, và cô ấy đã nói nhỏ vào tai Luffy và Nami một điều gì đó, làm cho bọn họ bị sốc. Thế là Pudding đã rời đi. Lúc này Sanji đang chuẩn bị hoa cho Pudding, đột nhiên anh ấy nhận được thông báo Big Mom đã bắt được Luffy và Nami. Nhưng Sanji tin rằng nếu anh ấy kết hôn với Pudding thì Big Mom sẽ không làm hại họ, nên Sanji đã bắt đầu nấu ăn để mang đến cho Pudding. Lúc này Rilly đang bị bỏng bởi nồi súp của bà ấy. Cà rốt liền sử dụng điện tấn công bọn chúng, khiến bọn chúng rất đau đớn. Trong khi Chopper đã vật ngã tên cá sấu, rất nhanh họ đã đánh bại lũ Homie và Rilly. Daisel nhìn thấy tình hình không ổn, nên hắn liền chạy đi. Hắn cứ nghĩ họ sẽ không đuổi kịp mình, không ngờ cà rốt đã bắt được hắn, và cô ấy đã che mắt hắn lại, khiến Daisel bị đâm vào tường. Cuối cùng Chopper và cà rốt đã đánh bại tất cả bọn chúng. Chopper quyết định sử dụng thế giới gương tìm kiếm mọi người. Lúc này Rook đã liên tục chơi đàn, làm cho linh hồn của lũ lính cờ, nhưng vẫn còn lũ thuộc hạ của Big Mom ở đây, nên ông ấy liền chiến đấu với bọn chúng. Đột nhiên Rook đã biến mất, khiến bọn chúng ngạc nhiên, nhưng Rook đã lập tức xuất hiện phía sau và chém bọn chúng. Rất nhanh Rook đã đánh bại tất cả lũ lính gác ở đây. Lúc này Rook đã lấy được chìa khóa của bọn chúng. Trong khi Su thì đang tìm cách mở cửa, thì Rook đã tìm thấy Cornelius. Đột nhiên Big Mom đã đến, khiến bà ấy rất tức giận, nên Big Mom đã lập tức phá cánh cửa, khiến Rook ngạc nhiên. Ông ấy nhận ra bà ấy là Big Mom, làm cho Rook rất sợ hãi. Nhưng Big Mom lại thích thú khi nhìn thấy Rook. Lúc này Reiju đang lẻn đến căn phòng của Pudding. Đột nhiên cô ấy đã bị một kẻ nào đó phát hiện, khiến Reiju ngạc nhiên. Thế là kẻ đó đã bắn Reiju, trong khi Pedro đang bị lũ lính đuổi theo. Nhưng bọn chúng quá đông, và bọn chúng đã dùng được Pedro vào một căn phòng. Thế là Pedro đã chạm trán với Tamago. Hắn không hiểu tại sao Pedro quay lại đây, vì lần trước ông ấy đã bị Big Mom lấy mất 50 năm tuổi thọ, nên Pedro không còn quá nhiều thời gian để sống nữa. Nhưng Pedro nói rằng ta đã đến đây sẽ không có ý định quay về nữa. Bên phía Reiju cô ấy đã bị thương, nhưng cô ấy đã trốn thoát, trong khi Luffy đang cố gắng phá nhà giam để thoát ra. Đột nhiên Luffy đã nảy ra một ý tưởng, nên cậu ấy liền xoắn tay quanh cơ thể của mình để cố gắng kéo tay của cậu ấy khỏi cái cọc. Lúc này Chopper và Carrot liên tục tìm kiếm Luffy thông qua thế giới gương, nhưng tìm mãi họ vẫn chưa tìm được Luffy và Nami. Trong khi Rilly đang bị bất tỉnh, nên họ không thể hỏi bà ấy về vị trí lâu đài của Big Mom. Chopper liền ép Daisel phải giúp họ tìm kiếm thật nhanh. Bên phía Luffy, cậu ấy vẫn đang cố gắng kéo giãn hai tay của mình để có thể thoát khỏi nhà giam này. Thậm chí cậu ấy cố gắng xoay thêm nhiều vòng, khiến tay của Luffy bị thương. Nami nhìn thấy Luffy đang tự kéo rách hai tay của mình, làm cho cô ấy lo lắng, nhưng Luffy vẫn nhất quyết phải rời khỏi đây. Đột nhiên cậu ấy đã bị trượt ngã, khiến Luffy bị xoay vòng trở lại. Opera nói rằng điều Luffy đang làm là vô ích, nhưng Luffy vẫn không bỏ cuộc, và cậu ấy tiếp tục xoắn tay quanh cơ thể mình. Lúc này Reiju đang bị thương rất nặng ở hai chân, cũng may Pudding đã tìm thấy cô ấy. Trong khi Big Mom đang thích thú khi nhìn thấy Rook, lúc này Rook không hề sợ hãi, ông ấy liền nhảy xuống đối đầu trực tiếp với bà ấy. Vì nhiệm vụ của Rook vẫn chưa hoàn thành, nên ông ấy quyết định phải đánh bại Big Mom trước, sau đó Rook mới có thể lấy bản sao của Cornelius, liền khiến Big Mom rất thích thú. Thế là bà ấy liền triệu hồi các homie của mình xuất hiện, và bà ấy quyết tâm phải bắt được Rook. Trong khi Pedro đang đối đầu với Tamago, hóa ra tiền truy nã của Pedro là 382 triệu berry, và Tamago được truy nã 429 triệu berry. Thế là họ liền chiến đấu với nhau, nhưng Pedro đã bị Tamago đánh lùi lại. Hóa ra Tamago đã mặc một bộ đồ chống điện để đối phó với tộc Min. Lúc này Pedro quyết tâm phải trả thù Tamago, và ông ấy đã nhớ lại trước kia Pedro đã cùng với một người bạn của mình tên là Jaco đến đây để đánh cắp Cornelius của Big Mom, nhưng họ đã chạm trán với Tamago. Thế là Pedro đã chiến đấu với hắn, tuy nhiên Pedro đã giật điện hắn, và ông ấy đã tấn công vào mắt của Tamago, khiến hắn mù một bên mắt. Nhưng sau đó Pedro đã chạm trán với Big Mom. Lúc này Tamago quyết tâm phải trả thù Pedro, vì Pedro đã làm hắn bị mù một mắt, nhưng Pedro vẫn cố gắng chống trả. Hóa ra Pedro cũng muốn trả thù Big Mom và Tamago, vì lần trước họ đã bị Big Mom bắt, và bà ấy đã ép cả hai chơi trò chơi vòng quay.
sau đó Big Mom đã lấy hết 100 năm tuổi thọ của Jaffo, khiến Pedro và Pecon đau khổ. Nhưng Pecon đang làm thành viên của băng Big Mom, nên anh ấy không thể cứu họ. Lúc này Big Mom quyết định sẽ lấy tuổi thọ của Pedro. Nhưng Pecon đã cầu xin cho Pedro, nên Big Mom đã giảm cho Pedro 10 năm tuổi thọ. Đổi lại anh ấy phải tự làm mù một con mắt giống Tamago. Nhìn thấy Pecon đang cố gắng cầu xin cho mình, nên Pedro đã tự làm mù một mắt của mình. Và Big Mom đã lấy 50 năm tuổi thọ của Pedro. Lúc này Tamago đã đá Pedro bay đi. Hắn không hiểu tại sao Pedro quay lại đây. Nên Pedro nói Luffy là ân nhân đã cứu toàn bộ tộc binh của ta. Và một ngày nào đó cậu ấy sẽ thay đổi thế giới này. Nên ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình giúp cậu ấy. Thế là Pedro tiếp tục tấn công Tamago. Không ngờ lần này Pedro đã chém trúng Tamago, khiến hắn bị chẻ đôi. Bên phía Luffy vẫn đang cố gắng kéo giãn tay của mình. Luffy nhận ra, nếu họ tiếp tục ở lại đây, thì bọn họ sẽ bị Big Mom giết, khiến Nami lo lắng. Lúc này Sanji đã nấu xong món ăn cho Pudding, và anh ấy tưởng tượng Pudding sẽ rất thích món ăn này, khiến Sanji rất vui. Nên Sanji liền đi đến phòng của Pudding, nhưng anh ấy đã bị cánh cửa của Pudding chặn lại. Cô ấy nói rằng Pudding đang bận, nên Sanji không thể vào. Thậm chí cánh cửa cũng không chịu nhận thức ăn giúp Pudding. Và cô ấy đã đuổi Sanji đi, khiến Sanji khó chịu rời đi. Nhưng Sanji vẫn không bỏ cuộc, nên anh ấy liền lẻn ra ban công của Pudding. Khi Sanji vừa nhìn vào bên trong cửa sổ, thì anh ấy liền ngạc nhiên. Vì Reiju đang ở đây, đột nhiên Sanji nhìn thấy Pudding có 3 con mắt. Thậm chí cô ấy còn mắng Sanji và Luffy đều là những kẻ ngốc, vì họ đều bị cô ấy lừa. Khiến Sanji ngạc nhiên, trong khi Luffy đang cố gắng rời khỏi đây, vì cậu ấy không thể tha thứ cho Pudding. Hóa ra, trước đó Pudding đã nói Luffy, ta đã lừa tên ngốc Sanji, và chính tay ta sẽ giết chết hắn ngay giữa hôn lễ. Liền khiến Nami và Luffy bị sốc, nên Luffy nhất quyết phải đi cứu Sanji, dù cho cậu ấy có phải hy sinh cánh tay của mình. Lúc này Pudding đã nói toàn bộ sự thật cho Reiju biết. Mục đích thực sự của Big Mom là lấy cắp công nghệ của Gemma, để bà ấy có thể tạo ra đội quân nhân bản. Và ngày mai gia tộc Vinsmoke sẽ bị Big Mom tiêu diệt trong hôn lễ. Trong khi Sanji đang đứng chết lặng ở bên ngoài, vì anh ấy đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của chúng. Lúc này Pudding vẫn đang liên tục trêu chọc Sanji là một kẻ ngốc, khiến Reiju khó chịu. Cô ấy không muốn tiếp tục nghe Pudding nói nữa. Trong khi Luffy vẫn đang cố gắng kéo đứt tay của mình, Sanji đang cố gắng sử dụng vật lửa để hút thuốc trong trời mưa. Hóa ra Sanji đang rất đau khổ, vì anh ấy đã bị lừa. Lúc này Reiju đang bị mất rất nhiều máu, khiến cô ấy mệt mỏi. Đột nhiên Pudding đã cho tay vào đầu của Reiju, và cô ấy đã lấy ra một cuộn phim ký ức của Reiju. Hóa ra Pudding đã ăn trái ác quỷ trí nhớ, cho phép cô ấy thao túng ký ức của người khác. Hóa ra trước đó Pudding cũng chính là kẻ đã bắn Reiju. Thế là Pudding đã bắt đầu thay đổi ký ức của Reiju, và cô ấy đã cắt đi phần ký ức có sự xuất hiện của mình. Bên phía Group đã quyết định chiến đấu với Big Mom, để ông ấy có thể lấy được Hornet Leaf. Thế là Group liền chạy nhanh ra phía sau lưng của Big Mom, và Group đã nhảy lên đánh lén bà ấy. Nhưng ông ấy đã bị Zeus tấn công, khiến Group rơi xuống. Big Mom liền điều khiển Zeus và Prometheus liên tục tấn công Group. Nhưng sức mạnh của Big Mom hoàn toàn áp đảo Group, nên ông ấy quyết định chơi đàn, để khiến các linh hồn trong homie của Big Mom thoát ra. Group cứ nghĩ chiêu này của mình có tác dụng. Không ngờ ba homie của Big Mom vẫn không bị ảnh hưởng, khiến Group ngạc nhiên. Big Mom nhìn thấy Group biết chơi đàn, khiến bà ấy càng thêm thích thú, nên Big Mom nhất quyết phải bắt được Group. Thế là Zeus liền sử dụng sét tấn công Group. Tiếp theo là Prometheus tấn công Group bằng lửa. Không ngờ Group đã gục ngã, nên Big Mom liền bước đến để bắt Group. Cũng may ông ấy đã kịp né tránh, và ông ấy liền nhảy lên tấn công Big Mom. Nhưng Group đã lập tức bị Napoleon hạ gục. Lúc này Big Mom khuyên Group nên bỏ cuộc. Tuy nhiên Group vẫn cố gắng đứng dậy. Big Mom không hiểu động lực nào khiến Group phải cố gắng. Hóa ra Group muốn đưa Sanji trở về, và ông ấy đã đặt hết niềm tin của mình vào Luffy. Nên Group quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là lấy được Hornet Leaf của Big Mom cho họ. Bên phía Chopper và Carrot vẫn đang tìm kiếm mọi người, nên họ đã collect Riley, ép bà ấy phải nói ra vị trí của lâu đài. Nên Riley đã bảo họ hãy hỏi những chiếc gương. Không ngờ những chiếc gương ở đây đều có thể nói chuyện. Lúc này Nami đang rất sợ hãi, vì Luffy sắp kéo đứt đôi tay của cậu ấy. Đột nhiên Opera đã ép Nami phải khai ra vị trí của Lawler, nên hắn sẽ tra tấn công ấy, khiến Nami sợ hãi. Cũng may Jinbei đã xuất hiện, và ông ấy đã lập tức tấn công Opera. Chỉ với một đòn Jinbei đã đánh bại hắn, làm cho Luffy và Nami rất vui. Nên Jinbei hỏi các cậu có muốn rời khỏi đây không? Bên phía Reiju, cô ấy đã được bác sĩ chữa trị, khiến bác sĩ ngạc nhiên, vì khả năng hồi phục của Reiju rất cao.
nên cô ấy có thể tham gia lễ cưới vào ngày mai. Khi bác sĩ rời đi, thì đột nhiên Sanji đã xuất hiện, và anh ấy lập tức hạ gục lính gác. Khi Reiju tỉnh dậy thì cô ấy đã nhìn thấy Sanji. Reiju phát hiện chân của mình bị thương, nhưng cô ấy không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Thế là Sanji đã kể cho Reiju biết, ký ức của cô ấy đã bị thay đổi. Lúc này Jinbei đã cố gắng cứu Luffy và Nami ra, nhưng đòn tấn công của ông ấy không hiệu quả. Đột nhiên Jinbei đã nghĩ ra một cách, đó là ông ấy sẽ sử dụng lửa để đốt cuốn sách này, khiến Nami sợ hãi. Nhưng Luffy nhận ra đó là cách duy nhất giúp họ rời khỏi đây. Thế là Jinbei đã đốt cuốn sách. Nhờ vậy mà Luffy và Nami đã thoát ra bên ngoài. Jinbei liền dập lửa giúp bọn họ, nhưng áo của Nami đã bị cháy. Cũng may cô ấy đã tìm được một bộ đồ khác. Lúc này Nami thắc mắc tại sao Jinbei ở đây. Hóa ra trước đó băng hải tặc mặt trời của Jinbei đã liên minh với Big Mom, nhưng bây giờ ông ấy đã bị xem là kẻ phản bội. Đột nhiên lũ lính đã kéo đến đây, nên họ phải lập tức tìm chỗ trốn. Nhưng Luffy đang rất đối, khiến cậu ấy kiệt sức. Tuy nhiên Luffy nhận ra Sanji đã gặp nguy hiểm, nên cậu ấy đã lập tức chạy đi tìm Sanji. Và Luffy liền tấn công lũ lính. Bên phía Sanji đã kể cho Reiju tất cả mọi chuyện. Không ngờ cô ấy đã lập tức tin Sanji, vì cô ấy biết Sanji sẽ không nói dối. Lúc này Sanji nhận ra anh ấy đã bị Pudding và Big Mom lừa, vì chúng chưa bao giờ có ý định tha cho Luffy, nên Sanji cảm thấy anh ấy thật ngu ngốc. Reiju nhận ra Gema cũng đến lúc bị hủy diệt, và cô ấy bảo Sanji hãy rời khỏi hòn đảo này cùng với băng mũ rơm. Lúc này Reiju đã kể cho Sanji biết, cô ấy đã từng nhìn thấy cha mẹ của họ cãi nhau, vì trong lúc mẹ của Sanji mang thai, bà ấy đã phản đối Yuge, vì ông ấy muốn biến những đứa con của mình thành những cỗ máy vô cảm, nên ông ấy đã thực hiện một cuộc phẫu thuật lên vợ của mình. Nhưng mẹ của Sanji đã uống một loại thuốc để chống lại tác dụng thao túng yếu tố dòng dỗi. Trong khi những người anh em của Sanji sinh ra đã có sức mạnh phi thường, tuy nhiên chỉ có Sanji là không có chút sức mạnh nào. Thậm chí cậu ấy rất yêu thương động vật, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc nên mẹ của Sanji ngày càng yếu đi. Và Reiju cũng thường xuyên đến thăm mẹ của mình. Reiju nhận ra mẹ chưa hề hối hận, vì Sanji có cảm xúc như người bình thường. Thế là mẹ của họ đã mất, khiến Sanji rất đau buồn. Nhưng Yuge không hề tiếc thương cho bà ấy, thậm chí ông ấy không hề quan tâm gì đến Sanji. Reiju nhìn thấy Sanji bị gia đình bắt nạt, nên cô ấy đã quyết định giúp Sanji, để giúp Sanji rời khỏi gia đình này. Khi Sanji biết toàn bộ sự thật, khiến anh ấy ngạc nhiên. Lúc này Luffy đang chạy đi tìm Sanji, nhưng cậu ấy đã bị lũ thuộc hạ của Big Mom phát hiện, nên Luffy liền đánh bại bọn chúng. Đột nhiên con trai của Big Mom đã xuất hiện. Luffy nhận ra hắn là kẻ đã đánh mình lúc trước, nên Luffy liền sử dụng Gear 2 tấn công hắn. Bên phía Reiju đang thuyết phục Sanji rời khỏi Gema, vì mục tiêu của Big Mom là công nghệ của Gema, nên bà ấy sẽ không hứng thú với tính mạng của Zeb, và gia tộc Pinsmoke cũng sẽ bị Big Mom tiêu diệt, nên Sanji không cần phải lo lắng nữa. Nhưng Sanji vẫn lo lắng cho Reiju. Bên phía Pedro, ông ấy đã đánh bại Tamago, không ngờ hắn đã biến thành một quả trứng. Pedro nhận ra Tamago đã ăn trái ác quỷ. Hóa ra Tamago đã ăn trái ác quỷ trứng trứng, giúp cho ông ấy tái sinh thành hình dạng mạnh mẽ hơn. Thế là Tamago đã lập tức tấn công Pedro, nhưng Tamago đã trở nên mạnh hơn. Lúc này Brook vẫn quyết tâm phải đánh bại Big Mom, nên Brook tiếp tục tấn công bà ấy. Nhưng Brook liên tục bị Zeus và Prometheus ngăn cản. Khi Big Mom định bắt lấy Brook, thì anh ấy đã lập tức nhảy lên để né tránh. Và Brook đã cố gắng lao về phía của Big Mom, dù ông ấy đang bị Zeus và Prometheus tấn công. Thế là Brook đã đánh trúng Big Mom. Bên phía Pedro vẫn đang chiến đấu với Tamago, và ông ấy đã bị Tamago áp đảo. Thế là hắn đã đánh ngã Pedro. Khi Tamago định kết liễu ông ấy, thì Pedro đã lập tức phản công, và ông ấy đã đánh bại Tamago một lần nữa. Nhưng Tamago đang tiếp tục tái sinh thành hình dạng khác, nên Pedro quyết định giết hắn trước khi hắn kịp biến hình. Tuy nhiên đám thuộc hạ của Tamago đã xông lên để cản Pedro. Không ngờ Pedro đã lấy bom ra, khiến bọn chúng sợ hãi dừng lại. Thế là Pedro đã ném một quả bom tạo ra một vụ nổ cực lớn. Bên phía Luffy, cậu ấy đã sử dụng Gear 2, nhưng hắn đã sử dụng Haki chặn đòn tấn công của Luffy, nên Luffy cũng sử dụng Haki tấn công hắn. Sau đó Luffy đã lao đến xiết cổ hắn, để ép hắn nói ra vị trí của Sanji. Bên phía Brook, ông ấy nhận ra da của Big Mom rất cứng, thậm chí kiếm của ông ấy không thể đâm thủng da của Big Mom. Thế là Brook đã bị Big Mom ném đi. Khi bọn chúng cứ nghĩ đã đánh bại Brook, thì ông ấy đã lập tức tấn công Prometheus, khiến hắn bị thương. Nhưng Brook đã lập tức bị Big Mom hạ gục. Lúc này Big Mom đang rất thích thú, vì bà ấy bắt được Brook để đưa vào bộ sưu tập sinh vật lạ của mình. Và lũ lính đã kiểm tra đồ của Brook,
bọn chúng phát hiện Groot vẫn chưa trộm được gì. Big Mom nói rằng bà ấy sẽ không để cho Groot trộm Hornet Leap, vì trong băng hải tặc của bà ấy có một người có thể đọc được ngôn ngữ cổ đại. Đột nhiên Pudding đã đến. Big Mom hỏi con mắt thứ ba của con đã thức tỉnh chưa. Nhưng vì Pudding không mang dòng máu thuần chủng, nên cô ấy vẫn chưa thức tỉnh được con mắt thứ ba. Nhìn thấy Pudding khiến Groot ngạc nhiên. Lúc này Luffy vẫn đang cố gắng tìm kiếm Sanji, trong khi Reiju vẫn đang thuyết phục Sanji rời khỏi đây. Và chiếc còng của cậu ấy sẽ không phát nổ, vì cô ấy đã tháo kiếp nổ ra trước khi đeo nó cho Sanji. Reiju nói hãy nghĩ đến những thứ quan trọng của cậu, khiến Sanji nhớ đến Luffy. Bên phía Tamago đã bị thương vì bọn chúng trúng phải vụ nổ của Pedro, nhưng hắn nhìn thấy Pedro đã biến mất nên hắn nghĩ ông ấy đã chết rồi. Nhưng Pedro đã được Chopper và Carrot cứu vào thế giới gương. Hóa ra trước đó Chopper và Carrot đã nhìn thấy Pedro, nên ông ấy đã ném thuốc nổ vào thuộc hạ của Tamago, và Pedro lập tức trốn vào thế giới gương. Thế là bọn họ tiếp tục đi tìm Luffy và Sanji. Trong khi Luffy vẫn đang chạy khắp lâu đài tìm Sanji, nhưng cậu ấy tiếp tục gặp một đứa con khác của Big Mom, nên hắn quyết định hạ gục Luffy để trả thù cho anh trai song sinh của mình. Luffy liền sử dụng Gear 2 tấn công hắn, nhưng hắn cũng rất mạnh và hắn đã đối đầu trực tiếp với Luffy bằng Haki. Lúc này Luffy đang yếu đi vì rất đói, nên cậu ấy đã bị hắn bắt được, khiến hắn rất thích thú vì hắn nghĩ mình đã đánh bại Luffy. Nhưng Luffy đã lập tức đẩy tay của hắn và thoát ra. Thế là Luffy đã lập tức đánh bại hắn. Lúc này Luffy tiếp tục chạy đi tìm Sanji, nhưng cậu ấy đang rất đói. Trong khi Sanji nhớ về những đồng đội của mình và cậu ấy muốn gặp lại họ, bên phía Jimbe và Nami đang đuổi theo Luffy, nhưng họ liên tục bị đám lính truy đuổi, nên Nami đã sử dụng sét tấn công chúng. Đột nhiên Chopper đã nhìn thấy Nami, nhưng vô tình cô ấy đã tấn công luôn cả Chopper, khiến Nami ngạc nhiên. Lúc này Luffy đang điên cuồng đi tìm Sanji, nhưng cậu ấy đã bị Reiju kéo vào phòng của cô ấy, khiến Luffy ngạc nhiên. Luffy nhận ra cô ấy là chị gái của Sanji. Lúc này Reiju đã nói cho Luffy biết Sanji đã biết kế hoạch của Pudding và Big Mom. Cô ấy nhìn thấy Luffy đang đói, nên cô ấy bảo Luffy hãy ăn cái gì đó. Nhưng Luffy vẫn nhất quyết không ăn, vì Luffy đã hứa sẽ chỉ ăn thức ăn của Sanji. Lúc này Luffy đã an tâm vì Sanji đã không còn bị lừa, nên cậu ấy đã lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ để quay về điểm hẹn với Sanji, khiến Reiju ngạc nhiên. Bên phía Sanji, anh ấy đang nhớ về những lời nói dối của Big Mom và Pudding và những gì anh ấy đã làm với Luffy, nên Sanji không thể quay lại được nữa. Lúc này Luffy đã rơi từ lâu đài xuống, mặc dù rất đói và mệt mỏi, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng đi về điểm hẹn với Sanji. Đột nhiên cậu ấy đã bị lũ lính phát hiện, bọn chúng liền ngăn cản Luffy, khiến Luffy tức giận và tấn công bọn chúng. Bên phía nhóm của Nami đã vào thế giới gương. Really không hiểu tại sao Jimbe đi cùng với băng mũ rơm, vì trước đó Big Mom đã sử dụng trò chơi vòng quay để trừng trị Jimbe, nhưng Jimbe nói rằng ông ấy đã không quay nó. Pedro nhận ra chỉ cần quay vòng quay đó chắc chắn sẽ chết. Lúc này Really đang nói cho họ biết về sự đáng sợ của Big Mom, nhưng Chopper thắt cái túi lại và họ sẽ tiếp tục đi tìm Luffy và Sanji. Bên phía Big Mom đang thích thú chơi đùa với Groot, vì Big Mom rất thích những sinh vật lạ. Lúc này Groot đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của Big Mom và Pudding, và bà ấy quyết định sẽ tiêu diệt gia tộc Vinsmoke trong ngày mai. Trong khi Sanji và Pudding cử hành hôn lễ, thì Pudding sẽ để lộ ba con mắt của mình cho Sanji thấy. Big Mom tin rằng Sanji sẽ rất sợ hãi với điều đó. Sau đó Pudding sẽ dùng súng bắn Sanji. Khi bà ấy tiêu diệt gia tộc Vinsmoke, thì toàn bộ công nghệ của Gemma sẽ thuộc về Big Mom. Bên phía những đứa con của Big Mom đang lên kế hoạch bắt nhóm của Luffy, bọn chúng không dám thông báo cho Big Mom biết việc này, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến lễ cưới. Trong khi Luffy vẫn đang chiến đấu với lũ lính, nhưng Luffy đã bị bao vây. Mặc dù Luffy đang rất mệt mỏi, tuy nhiên cậu ấy phải cố gắng chiến đấu. Lúc này Sanji đã xem hộp thức ăn của mình. Anh ấy nhận ra đây đều là những món đồng đội của anh ấy thích, nhưng Sanji vẫn phải cố gắng quên họ. Trong khi Luffy vẫn đang cố gắng chiến đấu, và cậu ấy đã hạ gục hai tên lính gác, nhưng vẫn còn hai kẻ này, nên Luffy liền sử dụng Gear 2 tấn công bọn chúng. Rất nhanh cậu ấy đã hạ gục chúng, nhưng Luffy đang rất đói và mệt mỏi. Lúc này tên Bobbin đã tìm thấy Sanji. Hắn nhìn thấy hộp thức ăn của Sanji quá ngon. Khi hắn vừa định ăn, thì hắn liền bị Sanji đá, vì thức ăn này không phải dành cho hắn. Thế là Sanji liền chạy đi tìm Luffy, nhưng Bobbin đang rất tức giận vì Sanji dám đánh hắn, nên hắn đã đuổi theo Sanji. Lúc này nhóm của Chopper đã đến gần một cái gương khổng lồ. Đột nhiên họ nhìn thấy Groot đang ngủ, khiến họ ngạc nhiên. Nhưng mọi người đã lập tức nhận ra đây là căn phòng của Big Mom, khiến họ không hiểu tại sao Groot ngủ ở đây.
Đột nhiên Riley đã hét lên để đánh thức Big Mom, nên nhóm của Chopper liền ép Riley phải im miệng lại. Nhưng Big Mom đã mở mắt, hóa ra bà ấy nhìn thấy một con ruồi, nên ba homie của bà ấy liền tấn công nó. Nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của Big Mom, khiến nhóm của Nami sợ hãi, họ không biết làm cách nào để cứu Rook. Lúc này Jimbei đã làm một cái hình động giống với Rook, và Chopper sẽ đến thay thế nó vào chỗ của Rook, nên Chopper liền tiến đến gần giường của Big Mom. Đột nhiên cậu ấy lại muốn hắt xì, khiến nhóm của Nami lo lắng. Nhưng Chopper đã kiềm chế được, Chopper cứ nghĩ đã ổn. Đột nhiên cậu ấy đã hắt xì, nên Chopper liền bị Big Mom tấn công. Cũng may Chopper đã né được và trở lại thế giới gương. Tiếp theo đến lượt Carrot, cô ấy liền dễ dàng nhảy lên giường của Big Mom. Khi cô ấy đánh thức Rook, thì Carrot đã bị rơi xuống. Không ngờ Yus đã nhìn thấy Carrot, nên Carrot liền giả làm đồ chơi thú bông, và cô ấy đã đánh lừa được Yus. Đột nhiên Carrot đã vấp phải cục đá, Yus liền tấn công, nên Carrot cũng đã thất bại. Tiếp theo đến lượt Pedro, rất nhanh ông ấy đã tiếp cận được Rook. Khi ông ấy nghĩ rằng dễ dàng tráo đổi Rook, thì Pedro đã bị Big Mom đánh, nên ông ấy cũng thất bại. Nhưng Rook đã rơi khỏi tay của Big Mom. Lần này đến lượt Nami, nên cô ấy liền chạy đến đánh thức Rook. Tuy nhiên Rook nhìn thấy bộ xương giống mình, liền làm ông ấy sợ hãi, vô tình đã làm Big Mom tỉnh dậy. Bà ấy cứ nghĩ họ là rồi, nên Big Mom liền sử dụng Prometheus tấn công họ. Cũng may Jimbei đã kịp cứu Nami và Rook. Cuối cùng bọn họ đã thành công, khiến mọi người rất vui mừng. Bên phía Luffy đã quay về điểm hẹn với Sanji. Đột nhiên cậu ấy đã bị tấn công, nên Luffy đã lập tức đánh trả hắn. Nhưng đòn tấn công của Luffy không có tác dụng, nên cậu ấy tiếp tục tấn công hắn. Tuy nhiên Luffy đang rất yếu, nên hắn liền sử dụng Haki đánh cậu ấy rơi xuống đất. Lúc này Luffy đã kiệt sức, và cậu ấy đã bị hắn đá thật mạnh xuống đất. Khi hắn cứ nghĩ Luffy không thể đứng dậy nữa, thì Luffy vẫn cố gắng đứng dậy, khiến hắn tức giận liên tục hành hạ Luffy. Mặc dù Luffy đã kiệt sức, nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, khiến hắn rất tức giận. Trong khi Sanji đang chạy thật nhanh đến chỗ của Luffy, lúc này Rook rất ngạc nhiên, vì ông ấy đã được nhóm Nami cứu. Thế là Rook đã mở hộp sọ của mình ra, và ông ấy đã lấy bản sao của Cornet Leaf đưa cho Nami, liền khiến mọi người bị sốc. Hóa ra Rook đã hoàn thành nhiệm vụ của ông ấy, nhưng ông ấy đã nói dối Big Mom và giấu bản sao của Cornet Leaf trong hộp sọ của mình, liền khiến mọi người rất vui. Vì phòng bảo vật của Big Mom được canh giữ rất chặt chẽ, thậm chí một trong những tư lệnh ngọt cũng ở đó. Nhưng Rook vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ việc còn lại của họ là đưa Sanji quay về. Lúc này dù Luffy bị hạ gục bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn liên tục đứng dậy, vì Luffy phải đi đến điểm hẹn với Sanji, khiến hắn tức giận, nên hắn quyết định tung ra một đòn cuối cùng. Nhưng Luffy cũng đã xông lên. Khi hắn đấm vào mặt của Luffy, thì Luffy cũng liền đấm trả hắn. Lúc này Sanji đã đến nơi, liền khiến anh ấy ngạc nhiên, vì trận chiến ở đây rất khốc liệt. Thế là Sanji đã bắt đầu tìm Luffy, khiến Sanji rất lo lắng. Anh ấy không biết Luffy có ổn không, và Sanji đã nhớ đến lời nói của Luffy, cậu ấy sẽ chờ ở đây và không ăn bất cứ thứ gì. Trong khi Sanji đang tuyệt vọng, đột nhiên anh ấy đã nhìn thấy Luffy, làm cho Sanji rất vui. Hóa ra trước đó Luffy đã hạ gục tên này, nên cậu ấy liền đi đến chỗ của King Bom để đợi Sanji. Nhìn thấy Luffy đang rất đói, khiến Sanji đau lòng. Đột nhiên Luffy đã ngửi được mùi thức ăn, nên cậu ấy đã tỉnh lại, làm cho Luffy rất vui, vì Sanji đã đến đây. Nhưng Sanji đang hối hận vì anh ấy đã đánh Luffy, nên Sanji liền đưa thức ăn cho Luffy. Sanji nói rằng trên đường đến đây anh ấy đã làm đổ thức ăn và bị ướt mưa, khiến thức ăn của Sanji không còn ngon nữa. Nhưng Luffy vẫn ăn nó, vì cậu ấy cảm thấy thức ăn của Sanji rất ngon. Luffy nhận ra đều là những món mà mọi người thích. Nhìn thấy Luffy ăn rất ngon, khiến Sanji đau buồn. Lúc này Luffy đã khỏe lại, nhưng Sanji đã bảo cậu ấy rời đi, khiến Luffy không hiểu tại sao Sanji không muốn quay trở về. Hóa ra Sanji cảm thấy tội lỗi, vì anh ấy đã tấn công thuyền trưởng của mình. Điều thứ hai là Sanji lo lắng cho Zeb đã bị bắt làm con tin, nên anh ấy không thể bỏ trốn khỏi đám cưới. Và điều thứ ba là anh ấy phải ở lại cứu gia đình của mình. Mặc dù Sanji rất kẹt họ, nhưng anh ấy vẫn không thể bỏ mặc họ, nên Sanji nhất quyết đuổi Luffy đi, khiến Luffy tức giận, và cậu ấy đã đấm vào mặt Sanji một đòn cực mạnh. Lúc này Luffy nhận ra Sanji đang nói dối, nên Luffy hét lên hãy nói những lời thật lòng cậu đi, làm cho Sanji bật khóc, và anh ấy nhớ đến những đồng đội của mình. Nên Sanji nói với Luffy tôi muốn quay về tàu Sunny, mặc dù tôi chưa bao giờ xem họ là người thân, nhưng tôi muốn cứu họ, làm cho Luffy rất vui, vì Sanji đã nói ra những lời thật lòng mình, và họ quyết định phá hủy đám cưới của Big Mom. Bên phía lâu đài của Big Mom,
Một trong những tư lệnh ngọt mạnh nhất của Big Mom đã xuất hiện. Và hắn chính là Katakuri. Video hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ like, share, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Oni-chan trong các video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mãi yêu.